Chính tao đây là lão sư Lạc Hà mà sao bay bó chạy không nhìn. Mặt cha chúng tao cách xa từ lâu cho con con cha trong già ông sầu tiếp tục đứng lên chúng lưng đâu cất mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui ở nhà bà con lối xóm họ điệu họ nói mình thương vợ còn họ ghét thì họ gọi là bà nhưng như cái việc ở đời hơi sinh đâu còn lắm mình là đừng thấy ăn no rồi cái rồi lo tôi mất thì người ta hoài ra hàng cách đó công trình vấn đề nhà phụ 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 và nhà đạo con tơ đạo sẽ chỉ nghe được vợ còn người à đến con vợ chữ tôi nói thiệt năm hết nha không phải khoe nha ở chân sư ra hè ngoài tôi đó chưa có một tay nào sợ vợ như thầy ba năm là sợ vợ hết dân á năm hết thôi bởi vì cái sợ vợ của tôi nó có xét vợ cái sợ vợ cao cấp cái sợ vợ có thể của phải vậy không năm hết chớ đâu mãi như các cha mãi mơ của mày đã lùng lùng thì mai như hồi ban sơ mới quen nhau như nhà ở sợ cho đến ngày hôm nay tôi tiếc tôi sợ quay vậy mà bà con có thành lòng không chịu thông cảm với thầy ba nén đâu họ còn sầm xì sầm xịt họ nói đồ quý nhà nhà ở vợ chớ mình không có điểm dạy gì mà mình mà lại sợ chớ